Thiệt bất mà nụ dương tiếng ơ tiếng mà nụ là ơ tiếng mà nụ là cọ bột hộp bầm nón trong bàn cả lại là ơ đôi khi nè cần là miền bê khá anh đi về lùng ở đây còn là thà nó về để đào phẩu nước miền này khá còn về tới này khá có tròn phẩu tờ vẫn là vật thọ bầm nó chẳng tự đó cổ đạo đối tật này này ở miền trang đấy nè để thọ khăn nó còn mình khăn là hồ đó còn sạp để trong cõi phù đôi nhôm vậy chứ xây đây chỉ cà bớt bên nó tập bớt tật đài nè tụi bây giờ lỡ dân tụi tôi dùng toàn bán vẫn là miền bên nam môi nốt nó về thì cọt vài vô cà phê được luôn cọt cọt bằng cọt một tiệm toàn mùi dân vậy với khi nào trâu bằng khả năng pe nắng cọt nó chưa à lâu không mùi được cọt cọp bông đá mà thả đang trâu đó mùi pe na mùi cọt đang thả đang với bạn đang đang đó cà nó trâu mà chụp sợ đài mà được bạn nắng nè chẳng bạn mà nó từng o nắng sắt từ mà nó trâu sừng cua từng o đôi nó không sọc dương anh chẳng mà chỉ là vậy tôi cần nè như vậy nè tam Facebook tam ấy tầng ở nung bờ tăng chất gì nè sừng cua mà nốt trong chui bờ tè chết với tôi là cùng vô cà sọp bạn nè bạn nô dùng màu mà bạn sẽ tầm nô lọ cọ tầng ở ha với áp trâu ấy hay được hay cầu bị bạn dùng sẽ tầm nô trâu cùng tịnh tầng ở ha mền này vừa rồi ấy nấu không bắt tay chỉ mùi cái này lại nấu mùi cái này được đại được chơi rùm cái này chẳng từ bao từ nám cho rùm xịt bà cái lại na chư mùi dân mặc luôn tiếc nhưng rùm nấu mùi rùm này ai ôi ta mình cho bạn hàng dân sao ta mình nấu trâu cầm chặt từng ngón cho bé vô mình nấu trâu sừng cua từng ó bạn trâu nâng à đôi đôi vị khó sáng á nơi khôn ông vì nấy võ mình men tha về cái thưa khó hay mình men tha mình ỏi lực tô hay ỏi lực vấn tai vị khó để trâu lực tô cái thở miên thua ấy sần tim mũi luôn ấy trâu tay cho mình được sạch ọt miên cũng họ chẳng á nắng tim mũi tim pi trâu túc khơi vị khó nẹt thưa khó nó á ỏi đô chỉ sạch chiêm bồng cáo bọc luôn này chẳng men chỉ sạch chiêm giới ngày vấn tai đã chặt chân sần tí bay miên phò tang bật bật cót hơi ọt miên chia chia bà đi mình miên không lệ cần nặng cho chọn bật lấy chứ nè ọt đi cứ đôi ở bốc khơi tô cốn chạp cầm ho cốn nằm bay ở cốn cài khluôn chân ở à, nâng bàn bàn ba ọt miên mê ta thua tế ọt miên cái đây là nát ở số ở đôi chỉ sạch nhiệt tế hãy sắp tới tổn lớp đầm bay tại chân nét chọn bật lấy vì họ nè chào cái nó có trả gặp bạn này trả bạn tôi quạt này và là những tiền mà nè chào cái nè ta mà đăng Facebook nè về lớp Việt Nam mà nè đại miền trận meta đấy rồi cô chắc tận lớp bộ bạch tổ ở tại chợ làng nâng à nó không like nó không ấy bộ bạch ở tại chợ làng chợ làng chợ làng rồi tập lo ấy nó rồi mà vĩnh chẳng đâu bây giờ bộ bạch tổ Việt Nam mà nè suy thật sự cùng với miền mạch mà nô nâng miên chướng tray cái hàm nô miên chướng tray miên cái tùy chứ mà nô nâng lén rồng păng xịt đây là ó bị dướng đây cầm păng tập thuật bạp kê đòi bịa sầm đây nâng ai kê trâu rô chùm nó chặt rọ vậy bỏ màu vinh hay nhé chứ à lư dướng là ó păng á có cái chụp mơ đây phù dướng squat kê ai dướng squat kê bát đấy nâng là dướng thôi kê bạn mục bát đấy chứ mà nô nô vì lên thì mình nông miên sẩn nan là on nè để chia sắp vào rau máu lục chia to chia lấy anh nâng còn mà chán á bên bên mình nư sẩn nan thom mà đá che thom mà đá và cắt chia chập vô tay chấm nơi ạc rọ học bỏ tụ bây dương ọt miên chấm nơi ạc rọ có đòi có cái răng liệp đây rồi chấm nơi chấm nơi nó cắt to cho lắng phơ tơ vĩnh tơ mò tơ vĩnh anh nâng à đây bảo ông tra thà mà nếu thì khọ tiền lãi nẹt tiền lãi công này dễ bị ạc rọ nâng nồi nam mà nẹt lời bùa thả mình nuốt đại trâu nẹt chê đây ở hới kê nâng top to đòi pịa ạc rọ vinh mình khan kê mình top pịa lo tê kê bà cót chê top tê pịa ạc rọ nâng à chá lo cơ chóng à mách mòn chăng vinh bà xô ta
tê khi nhóm mình khai cái khấn anh dây ta ca bất bất số thành dây thứ ấy bất biết bất đây có bất số su dây thứ ấy ta chui kề ọt ta ai cai phải kề ọt ta chui kề ọt rú co còn là thôi cái nâng bàn bạc mục rú co cả tục rú co ấy mơ ở mơ thành đàn dương nâng bên mình nữa ọt vô là tình nâng ọt vô dây thấy khi nhóm dây ta ca bất nè à bất nâng thầu ca lấy mơ mình nữa thiệt nâng ai vì miền bây giờ ở tiệt nên này tổng ở miền Pram phần mà được học lớp kinh dây ta bớt thầu cao miền bây giờ phần tổng ở Pram bản từ cùng cắt bịa bọn chào hà tham mẹ thụ mía chá mẹ thụ phiền này nè mẹ thụ phiền này được có bộc phạm phiền này sầm đầy ca được có sầm đầy tự khmốm miền Pram tì mùi bịa bịt tì pì miền bây giờ à bớt khá ở bây giờ vậy bây giờ ở bây giờ như vậy hay tấu nâng à bớt hơi cái bay cái này bớt hơi cái chư xa nâng ở bây giờ tiền nâng cần là bớt đó hơi ở cái chư chậm nâng nâng à nâng à nâng được ai cái chôn bao cái nâng nâng à anh nâng bớt à bên là cái khôi bây giờ trời à nè kha rương vô bài vậy thôi vô bài bên tôi có cô cái là đường ai cái chuyện bảo kê đường ai cái chuyện khám miễn bẹp con chị bạn này ưu tiên họ thấy cái chuyện này phải đầy vốn kê đường ai cái chuyện bảo kê nè ai tôi hay hướng bảo kê thấy bảo đường nó bị bẹp con đường chị bạn bẹp con đường sao là thô sừng cung anh đang dạy tớ phù dừng sầm ạt sừng cung ấy chẳng hạn nè bên đường khác ở đấy anh miễn bẹp con đường sừng cung ấy phong khẩn đường bom ok nè khẩn đường cái chị bẹp lôi kê nè bẹp chị bẹp miễn kê tham toàn song nè lương bao nhiêu đấy mấy gia chỉ bẹ lôi kê mấy hai à lương kê mình lôi chứ na hay rồi lương chăng cho tập áp kê hay luôn anh nữa lo đây nè ngày bên tay và hai chị miền bồ câu ra vô cho lõm một pi vào ăn mấy nhà ban sang ca tha kê coi cuốn đời xa kê nè ngày và kê những tiền គេនិយាយណាប៉ុន្តែយើងគិតថាចិត្តរបស់ណាប៉ុន្តែមិនមែនទេគេស្គាល់ព្រះអង្គដោយសារពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ពាក្យដែលពិតហើយមានប្រយោជន៍ណាអ្នកនឹងនិយាយព្រះអង្គមិនថាព្រះអង្គល្អមិនប៉ុន្តែគេនិយាយពាក្យដែលព្រះអង្គនិយាយដល់ហើយអ្នកមួយទៀតស្ដាប់បានគេថាពាក្យត្រូវមែនបានចាប់ទៅបានមិនមែនល្បីអីសារអីគាត់ណាគឺគាត់ទេគឺគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យមានល្បីទេល្បីខ្លាំងគាត់មិនមែនទេហើយ bọn ôn phê chén chưa na thì thế ấy thế đã đợi anh nên chẳng bay không máy để khi anh chẳng có cho một bay là bay rất với ba đời nhưng mà với tư mà đai phục bọn ôn còn chưa chạp còn nâng à vâng là bay nó cứ mẹ là bay đi bỏ ăn đi là bay khác chẳng á chẳng nâng à thì nó admin mình thi ấy nếu bên chỗ ông phải thì ăn vô 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 mà vô nâng à chui sang đi xa phải thắp bọn ôn để cho một bay nâng ngày ờ à rương phơ à lệ à lọ nâng viên là bay đây kỳ lai rọp bòn rọp mơn chân men phân à nâng đôi à khả nà chia tê sập hiếp kỳ khơi tam lâu kỳ hơi như hô chào hơi nhây tâu hô khơi hơi tâu hô mình mến chứ cô đau kỳ tử rồi phô bà đăng phô ôn khá gọt chong ban là bay phê trong cái lai chờn xe mui lâu là hốt đọc ở trên kê khám hãi ở cái xe mui tiệt nâng này chăng à chăng ấy à vấn vấn và nâng mình mến cô đá kê tờ rô tê cần phép cha mình mến cô đá kê tờ rô tê còn là tì chì xuân tam phlâu cầm đo phần này kê thì cái khơi nghỉ lai bạch kê tờ tiệt lai bạch tờ tiệt đây cái chê lên thế vấn tế bờ xây đây chì ca bịt bỏ dưỡng tụ bây chì dư tụ bây chì kì lai mình chả đây cơ bệnh mến phần mà nước tụt đo mũi cứ mùi pí cứ pì chưa cả lấy được cái tàu mèn nặng hay cái scroll cái vô mèn khơi nhé tụ bây cái lai rọp mơn lọp liên cả đôi phần à lai được biết à sun làm o tam phớ nó pí khổ thế này miền nào vô chết tụt đã mèn là chấm nuôn lai rọp liên nó mà chui cá đấy à khá cái shop có cái cho cháu này lai does not mean really like like để cái chốt mình bỏ cót để cái chỗ chặt để like tăng Facebook cũng chưa về anh không
ាគេស្អប់នោះគឺគេចុចមួយលេងចោលដែរនឹងហើយហើយមិនដឹងអ្នកណាអ្នកណីផងហ្នឹងហើយមើលទៅដូចច្រើនណាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមនុស្សយើងបើនិយាយពីការរាប់អានវិញដូចខ្ញុំបងលើកឡើងអញ្ចឹងថាមិត្តភ័ក្ដិច្រើនអីអីច្រើនប៉ុន្តែតាមមេគេប្រពុតបើយើងរាប់បានមនុស្សពុតប្រកបជាមិត្តណាមិនបាច់ច្រើនណាតែម្នាក់ពីរនាក់ឲ្យតែកល្យាណមិត្តល្អមែនទែនកល្យាណមិត្តបើខ្មែរយើងនិយាយថាមិត្តរួមសុខទុក្ខហ្នឹងហើយរួមសុខផងរួមទុក្ខទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសម្បូរតែមិត្តរួមសុខចឹងបានធ្វើឃើញអ្នកតន្ត្រីអ្នកកប្លែងអ្នកសិល្បៈស្អីស្អី fan គាត់មិនខ្វះទេពេលឡើងលេងមិនខ្វះទេហូក៏ជ្រាវពេញនឹងឯងដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបមានណាទៅចិត្តអត់ទេឯណាមិត្តពិតប្រាកដសួរថាយើងហ្នឹងហើយយើងហូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្រុកខ្មែរយើងពិបាកណាស់ហូគេហៅការទៀតចោលមិនកើតទេចោលមិនកើតទេច្រើនពេកណាដល់ច្រើនពេកទៅប៉ិនដល់ពេលមានវិបត្តិអីមួយគ្រោះថ្នាក់អីមួយឆឹងអស់លីងការឡូវគឺ business សុតហៅមកហៅលុយតាស្មារហួយខ្លួនអត់តន់ទៅពាក់ចំណងដៃការអ្នកណាមួយទេយកការវិញចាំមកវិញហ្នឹងទេរឿងតែពីអ្នកសោះស្មារដូចមិនបាច់ច្រើនអាត្មាបើសិនទេបើសិនមិនបាច់ថាអាត្មាទៅដឹកនាំប្រទេសអីទេបើអាត្មាឲ្យយោបល់នឹងមួយអ្នកដឹកនាំណាមួយអាត្មាថាគួរតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍កំណត់ហ្មងមិនឲ្យចោលទេវប្បធម៌ប៉ុន្តែបដូរអាវិធីអស់លុយនេះភ្លេងផ្លត់អីយើងនៅមានចោះស្អីស្អីតាមបុរាណនឹងមានចោះណាប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យកំណត់ច្បាប់មួយថាអ្នកណាបើរលលុយសម្រាប់ការអត់បានទេកុំការឥឡូវការឧទាហរណ៍មានស្តង់ដាវាអាខ្នាតធំអស់$10,000មធ្យម5,000អីចឹងទៅគឺរលលុយប៉ុណ្ណឹងលមុំធ្វើមហូបជប់លៀងឲ្យភ្ញៀវមហូបមិត្តភ័ក្ដិមហូបមិនបាច់ចងដៃទេគឺឥឡូវគ្រាន់តែផ្កាការស្រស់ហ្នឹងហើយយើងមិនដាំខ្លួនឯងបានទេទិញនាំចូលពីបរទេសមកការខ្លះអត់$120,000ក៏មានដែរគ្រាន់តែផ្កា $20,000-$100,000ក៏មានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគ្រាន់តែផ្កានឹង5-10,000ក៏មានដែរហ្នឹងហើយអានឹងគេមានរឿងរបស់គេចុះប៉ុន្តែនិយាយពីអាហៅភ្ញៀវដើម្បីចង់បានលុយគេនេះហងៃក្មេងក្មេងខ្លះគាត់ស្ដាប់ធោះយល់គាត់ថាការគាត់អត់ចង់យកស្រាទេហើយមិនដែរពួកគាត់បន្ទោសហែងតែចឹងគេអត់មកខាតមហូបខាតអីអញសួរថាតើពិតជាចង់បានសេរីសួស្ដីក្នុងមង្គលឬក៏គាត់ចង់តែបានលុយចង់បានលុយគេតា business សុទ្ធមើលទៅកណ្ដាលមើលទៅវាការជ្រើនឹងមិនមែនថាក្រាធំប្រកាសអត់លេងណាអើគេតែញយដែរទៅអ្នកដែលមានជ្រើនឹងត្រូវគិតជ្រើដល់ម្នាក់គិតជ្រើសំខាន់ទៅឃើញកំហុសរៀងខ្លួនអើខែក្រោយលេងគេក៏មានត្រូវហ្នឹងចឹងបានថ្ងៃមុនទូតជប៉ុនមួយគាត់និយាយផ្នែកនឹងអត់យល់ទេជាងកៅអូគេយកចិត្តទុកដាក់មកគឺកំពុងបដៅយើងគេនិយាយពីប្រពៃណីខ្មែរយើងយើងការមកយប់មួយថ្ងៃអី2ថ្ងៃក៏មានណាប៉ុន្តែនៅជប៉ុនការតែមកព្រឹកគេចង់និយាយចឹងណាហើយគេមិនក្រទៅគឺចង់និយាយថាយើងនោះវា waste time ពេកអស់លុយច្រើនហើយវែងពេកអស់លុយច្រើនហើយអាវាសំខាន់ខាតពេលវេលានេះខាតលុយច្រើនហ្នឹងហ่าមហូបហ្នឹងហ្នឹងហ่า40,000អត់មានចំណេញទេហូបចោលហ្នឹងហើយហើយចាយទៅលើអីណាគ្រប់បែបយ៉ាងគេក៏ជួលអីជួលយកត្រូវហ่าខ្ញុំមកកណានិយាយតាមវិញដល់គុនលើកមកត្រូវគ្នាកណាថាបើមានអញ្ចឹងដងទៀតកណាអត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងទៀតព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ត្រូវហ่าអញ្ចឹងបានយើងថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាយើងអត់អាប់ដេតគេទៅគេក្មេងៗឥឡូវគាត់រកចំណូលពិបាកណាហើយចង់ឲ្យទៅគាត់ការមកយប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងគាត់ធុញគាត់ដែរព្រោះគាត់ទៅចូលឆើចអីទៅស្រួលផ្លែតមើលឥឡូវចេះកណាមើលទៅដូចអ្នកកផ្សេងកាប់សក់អីហ្នឹងយកអីក្រៃគិតអីក្រៃមាសក្រៃប្រាក់អីហ្នឹងហូតទាំងនោះហ្មងហ្នឹងហើយសើកុហកអាហ្នឹងទៅទៅរកឲ្យយកមកដាក់អញ្ជើញយកមកដាក់លើក្បាលថាចេញមាសចេញប្រាក់កូនក្មេងក៏មិនដឹងកាហ្វូដែរហ្នឹងសើវិធីកុហកហ
ឲ្យដល់អញ្ចឹងហើយឲ្យយើងធ្វើតាមគណៈតូចចិត្តគណៈអញ្ចឹងអត់ធ្វើតាមសិទ្ធិឆោតហើយហ្នឹងគេទៅដល់មើលថ្ងៃមុនមើលអាការខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងថាតំណាងថាអីវាកែអាចារ្យចែកគ្នាអាចារ្យចូលអាចារ្យមុខគេថតឲ្យមើលទៀតណាខ្ញុំសូមឲ្យកូនមើលចាំចាំអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្លួនយើងមិនមកអួតខាងការអត់បានដែរណាទីហាងទីអីដល់ហើយចូលខាងនៅគូបណ្ដាចូលបន្ទប់វិញខាងនៅគូហើយយើងកាយអស់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអញ្ចេះបើសិនជាធ្វើអញ្ចេះអាចចម្រើនមង្គលការឧទាហរណ៍ថាយើងរស់លុយបានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយភ្ញៀវហៅប្រមាណរឿងរបស់យើងណាអាត្មាឃើញវិធីនឹងមួយចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅពេលការហ្នឹងកុំឲ្យមានគំនិតចង់បានចំណងដៃពីភ្ញៀវមកអាហ្នឹងពិតជាការរាប់អានមែនអញ្ចឹងហៅអញ្ជើញមកពិសាហ្មងហ្នឹងហ่ะហើយយើងដាក់ប្រអប់ donation មួយទៅជួយខាងសុខភាពជួយមន្ទីរពេទ្យជួយសាលារៀនបើថាមកហូបឲ្យបើដឹក feel guilty ណាហូបឲ្យអត់អស់លុយអីចឹងដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ថាវាមិនស្រួលណាដូចជាពាក់គេអីអញ្ចឹងអត់អីទេលុយហ្នឹងដាក់ទៅក្នុង hub donation ទៅនឹងជួយទៅគាត់ទៅបុផាកំពេតកម្ាងអង្គរអីចឹងណាដែលពេតដែលអត់យកលុយហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់ទៅនឹងហ្នឹងអាត្មាថាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនណាការធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាគិតថានិយាយរួមបើក្នុងប្រទេសជាតិយើងសັບបរោះនឹងអបអរសាទរធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ចោះឈ្មោះណាចូលបានណាដាក់ទៅក្នុងហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ថេពីណាជាពាក់អីទេគណាគាត់គិតដូចណាថាឥឡូវការមួយហើយ50តុកប្រហែល500ណាបាទហើយបើយើង5វិយាអស់ទឹកច្រើនណាហ្នឹងហើយវិយាអីហ្នឹង500ណាស់ហ្នឹងណាវិយាទៅផ្ទះវិញមានបុកម៉ូតូមានបុកឡានណាមានប្រហែលជាមានអាចមានហ្នឹងអាចមានហើយយើងខាងធ្វើបន្តធ្វើការនឹងដើម្បីឲ្យមានអីសេរីសួស្តីសួស្តីអីមនុស្សមកគ្រៀងងមកណូសេរីឲ្យការនឹងមកការនឹងមកការនឹងទៅវិញមកបាត់ហើយត្រូវស្លាប់តាមផ្លូវដោយសារសវឹងស្រានឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាហ្នឹងហើយបើយើងរួមគ្នាគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយអាត្មាគំត្រួបងប្អូនប្រមាណគួរដែលឃើញការអត់ដាក់វិជាណាធ្វើស្បតបាត់ភ្ញៀវខ្លះមែនប៉ុន្តែបើយើងទម្លាប់អញ្ចឹងឲ្យច្រើនព្រោះស្អីក៏ដោយវាត្រូវមានការចាប់ផ្ដើមទោះបីដំបងគេថាអញ្ចឹងគេថាចុះប៉ុន្តែបើយើងអញ្ចឹងឲ្យច្រើនគ្នាអត់ដាក់គ្រឿងសង្វឹងឲ្យច្រើនគ្នាយូរយូរយូរទៅឲ្យវាខាងហ្នឹងវាច្រើនពេកយូរយូរណាការដាក់គេបន្ទោសវិញខ្មាស់គេវិញហ្នឹងហើយឥឡូវគេគិតឃើញចាក៏ខ្មែរយើងមានបាទគុណមើលចេះខ្មែរអឺថាក៏ខ្មែរយើងពីមុនហូបកំប៉ុងហូបអីយើងហូបអីយើងបោះចោលព្រោះបាទហើយមានអ្នកត្រេកអរទៀតហ្នឹងកំប៉ុងបានលក់ហ្នឹងហើយណាហើយជារឿងមួយធម្មតាបាទក៏ខ្មែរបោះកំប៉ុងបោះក្រដាសចោលតែគេគិតស្អាតនៅនេះមិនមែនបោះកំប៉ុងមួយទៅគេមើលមុខគាត់គ្នាហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវបងកុំមើលមើលបងគេមើលមុខហ្មងគេថាចឹងហើយមកពីណាអញ្ចឹងប្រហែលដែលធ្វើយូរដូចស្រុកគេចឹងដែរហ្នឹងហើយឲ្យអាទំលាប់ល្អកាលណាវាច្រើននៅពេលណាធ្វើអីខុសមួយខ្មាស់គេមកគេណល្អឲ្យគាត់ព្រោះត្រូវហើយចាយើងឥឡូវមើលមុខវាំងអីអាថ្មដើរទៅរៀនណាឲ្យទៅព្រឹកឡងឲ្យព្រៀតដូចសួនផ្លាស្ទិកចឹងណាហើយអ្នកបោះនឹងបោះមួមតែហើយនឹង1ម៉ោង2ម៉ោងអីមិនតាន់ហើយហើយមើលអាត្មាទៅភ្នំមិនដែរឃើញណាបោះហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានដែរហើយទុនមិនបាច់ទេពីហ្នឹងទៅដល់ស៊ីនេះរាប់ពាន់គីឡូអត់មានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចឹងបានពុតការងារទៅគេកាន់ដៃយើងដើរធំញ៉ាំដាក់អាបោះហ្នឹងលក់បានលុយទៀតឃើញក្មេងមួយគេធ្វើវីដេអូមួយគេថាអ្នករើសសំរាមសុទ្ធតែអ្នកអត់ចេះអក្សរភ្នាក់ច្រើនជាអ្នកអត់ចេះអក្សរអ្នកបោះចោលសំរាមសុទ្ធតែអ្នកចេះអក្សរនឹងសម្រាប់មិនគូឲ្យស្អប់ប៉ុន្តែស្អប់អ្នកបោះសម្រាប់ញោមម្នាក់គាត់ទៅជប៉ុនជប៉ុនក្លីនដែរជប៉ុនក៏ក្លីនដែរអាធ្លាប់ទៅនៅកន្លែងស្ទឹងគេមួយគាត់ហូបអាស្ករកស៊ូហើយគាត់នៅឆ្ងាយពីអាកន្លែងអាបោះចោលសម្រាប់ទេអាធុងសម្រាប់គេណាបើដើរទៅមួយផ្លេតក៏ដល់ប៉ុន្តែយើងវាត្រឡប់ពីខ្មែរមកនោះក
cái nó phải không toàn đã đào bò tế bên cột từ thả tàu chụp bốn cột thả cột mù à cả đá năng lưng tu nó chọp đá chẳng còn nó được phê nhỏ 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 cột hồi này nó này nó ọt ọt mê cái lại hay stung nó về về tực về chập đò chứ hay miền mà nẹn nó cái sli hay chụp bốn sli sạch sạch mền sạch là uniform sạch sạch chụp bốn mà nẹn cái co chong của vạt co áo pla dây thông á cái nơ nó mơ cọt hột chô nâng đó hãy cọt thơ tôi liêng đai cái lệnh không sừng nâng đó hãy thơ ơi là bốt á ơi là bốt đại tôi tui bà nâng cái cọt mô lưng tui bà nâng ta nâng có áp ra có ta mà nâng ta mà ăn đại tôi nó có ta vô xây cái vô tôi đặt hay mơ một quạt vậy mơ một quạt đấy vô tôi đặt có thật đối cái vây có ba và màn tôi bong chẳng có thật riêng riêng nâng này nâng cái ớt thái cái mình sẽ đây cái mình thái cái cần là tờ rơ chẳng ấy cái mơ một dưỡng chẳng ấy cái vô tật đặt chứ là lỡ khi họ đi vào hoàng nó vào miền nào mất bởi kia bác chào đọc cắt núi mà kia mới mới vào miền nào lỡ luôn ấy nâng về mấy tháng đời xa sống nên sống nó về bỏ cao đây tông prey nâng cái này đào tao đào lớp nông pê giúp cái này luôn ấy nâng ớt ấy cái đá ấy nâng cứ thầu tao bị chọn vô màu vinh nhá nè lỡ từ ngoài giống người dân thua lọp chẳng ấy không ai sống đi chẳng đấy tôi à thầm ram không đại quật nó quật ơi tí họ xài ơi quật bỏ cháu quật bỏ hay quật thầu bin bin nào nè bin nè cái đập lần bài như đại nè ngày chân bàn xây cái đó vô tùm lọp cài tùm lọp habit cause habit chân bao giờ tùm lọp khô ở chân hái tao đâu tùm lọp là o nè muối ở việc lọp khang là o mà mình phụ đôi áp phật bây giờ phật ra ấy bị muốn sọc thắm mà nó không may nhá nâu nung không năng mà không năng miên sợi tâm mà để phật bây giờ phật ra ở tâm bây giờ ra so hãy cái chặt tục thà sợi dập mỏ cứ ở sạch mỏ mơ thôi ôi ta cái bộ áp cái nướng mơ đôi mình còn luôn với còn mua luôn mơ dây mơ sờ văng đôi mình còn luôn cứ thà nè phật ra nó cứ dập mỏ á nâng này vay tao chỉ mua còn luôn năng lộn ắt 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 phát cái ôi ta pê liền dây thư kho ấy đôi hiện sự văng ấy giống đó dây mờ đôi còn luôn vậy cứ thanh nhẹ phát nó giáp món á ai đó mà trên bị sọc từ riêng đâu có bông sáng khơi sợi sợi nó phát ui sợi sợi sọc nó giáp mẹ sợi sợi sọc ấy nhọt phát chân tê bàn mà chán mà tao lọt tao với nó phát chân kế tiếp trong việc spread á việc spread lươn á nâng hay là lâu bỏ chế phát ọt cào vinh tôi chụp liên ọt chế phát ọt cào vinh nó chứ nó khơi chúng tôi lấy chi liên tế nó là một mấy ca sắp xa sắp mái và chỉ cần thời gian này việc ban tới thầm để ta trình trình và trình phật trông tích ấy thầm tình mình chế gần ở toàn ấy mình vừa xa rái gần và mình đi vào đấy nâng à tôi thà sắp ở kia bỏ cho nó hộ bên đó quê là lấy ả dụng bấy muôn đó cái phật xa rái người ta sắp mái hay cái tịch ở hay thầm nữa. Nàng thắc thấy hay cái chơi chơi cái lao thế rồi. Mình muốn cái liên số ai liên quan đây là ở sài gòn này. Nàng liên thôi mà liên sra bia khmien ai obathom te doy kamvithi padal ai chang phla sra bia thum thum chang keu tha teu khang bai khang ai a chum veng a tuong pan pan ni da patong 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 sat sra bia ngoh chang teu na ko bia teu na ko bia tu 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 tha khmey mien ai tu stress ai teu teu vi mien tan stress ai te vi keu songkom dak nom chang nang cả ta ôm rôm tầm khăn à, vua mình nước cạn mau bị khơi khăn này á, nhưng mình chậm bay từ mới nè, nó thấy crom đập vào mũi mình ai bà đập sara bàn này, tôi bay từ tinh ok cái đó thấy nó, bay mơ Australia đấy thế, Australia American tinh sang miền Lai Sơn, nè này dụng đồng bảy năm dạng tinh, anh miền Lai Sơn tiếp mà từ tinh man, hay giờ nó bay thế, toàn liệu khâu ở bán nè hay ấu nó phá côn tôi tính mẹ đấy
ដល់ចឹងកូនហ្នឹងព្រោះការផឹកហើយអនុបាតបាតចានបាតកែវវាផឹកដែរហើយដល់ចឹងទៅមិនដឹងរួមមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សល្អមិនបើយើងបំពល់តាំងពីក្មេងចឹងហើយហ្នឹងស្អីក៏វាកើតមានហេតុដែរចឹងបានព្រះអង្គនិយាយពីបដិរូបប្រទេសដ៏សំគួរមិនមែនប្រទេសអ៊ូបនួប្រទេសប្រមឹកចឹងទេប្រទេសវាអត់អីទេប៉ុន្តែកាលណាពោពេញដោយអបាយមុខមិនមែនប្រទេសសំគួរទេបដិរូបប្រទេសគឺប្រទេសដែលមិនមានអបាយមុខចុះយើងស្រីស្រាលបែងបាប្រមឹកពេញហេតុនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺពេញហ្មងហើយឲ្យចម្រើនមិនហ្នឹងលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នល់ហើយមិត្តមិនល្អហើយមិនចោលឆក់ទៀតហ្នឹងហើយឲ្យគ្នាដោះមិនប៉ិនធ្វើមិនបើព្រះអង្គកើតឈាមចោលជាខ្មែរណាអញ្ចឹងបានថានឹងជាអខំនិយាយហ្នឹងបើមិនកើតឈាមជាខ្មែរគ្មាននិយាយខ្មែរទេអាត្មានិយាយរៀនអង្គតលេយ៉ាងនិយាយខ្លះខ្លះឈប់និយាយឲ្យខ្មែរស្ដាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែសារយើងជួរហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើមិនហ្នឹងហើយបាទប៉ុណ្្នឹងចឹងណាហ្នឹងហើយបាទបាទបាច់ហ្នឹងផ្កាហើយផ្កាហ្នឹងផ្កាអ្នកមានស្រុកខ្មែរណាខ្លាំងជាងស្ដេចអង់គ្លេសកាទៀតស្ដេចអង់គ្លេសកាគេធ្វើលំមគេឌីហ្សាញលំមមើលទៅអត់ច្រើនយើងឥឡូវវាប្រកួតគ្នាផ្នែកក្រចុះអ្នកក្រអ្នកមានគេមិនខ្លាចអស់លុយរឿងអីគឺខ្លាចអន់ជាងគេតែគេនិយាយថាមកជិតតាមម្ដងមនុស្សចេះថាខ្វះអីមនុស្សការពី3ដងគាត់តែចេះថាចេះថាទៅនេះតាមមួយមួយចូលបាត់ផ្លូវអឺនិយាយរួមទៅពងអួតគ្នាអួតណាមកជិតតាមម្ដងគេតែនិយាយហ្នឹងហើយនិយាយយកតែមដបងហ្នឹងតាមម្ដងមិនជឿមិនណែចូលតែតាមម្ដងមិនចង់តាមម្ដងទៅតែសំខាន់ខ្ញុំមកនេះអាចទៅដល់ពីនឹងថាការមិនអស់សក់អីនេះថាមានអីជ័យសក់នេះពាក់ហ្នឹងតែហ្នឹងហើយជឿតែតាមម្ដងក៏មានដែរអាចសុំបដិសេធដែរអាមកចិត្តការម្ដងនោះហ៊ានស្បាត់ទៅសំការអស់មកលៀនក៏ដោយតែត្រូវលេងវាលេងតែគ្នាគ្មាននេះយើងអញ្ចឹងឲ្យបានសំកល់តែរឿងឥតប្រយោជន៍ហើយចេះសរសើរគេដែរឃើញដូចលោករិចណឺអីគាត់លះបង់ស្អីស្អីទៅជួយអ្នកក្រអីចឹងណាចេះចេះធ្វើសរសើរគេដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងយកលុយទៅចំណាយឲ្យអត់ប្រយោជន៍នេះហើយបើផ្កា5 10 10000ហ្នឹងបង្កើតមណ្ឌលកម្មាកំព្រាទូចមួយមិនបង្កើតអីគ្រាន់តែជួយអភិវឌ្ឍឥឡូវស្រូវលក់មិនដាច់ទៅជួយទិញប្រជាជនណាចែកអ្នកក្រទៅអាទិញប្រជាជនក៏ប្រជាជនបានចំណេញចែកអ្នកក្រផ្សេងទៀតក៏អ្នកក្រនឹងបានคล้ายជាមនុស្សទេវតាបាត់มันអាចคล้ายជាមនុស្សទេវតាព្រោះផ្កា 150,000 នឹងទេអត់ទេគុំមិនមែនថាស្រុកខ្មែរសម្បូរទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវបើចិត្តកណាវិញកណាគេតែចេះមាន5 10 10ទៅ50ជិនស្រីហ្មងហ្នឹងហើយថាឥឡូវស្រីប្រហែល1តោនប្រហែលតាហើយកិនជាក្រឲ្យសល់ប្រហែលតាណាអើចឹងហើយថាឥឡូវវាថាកិនលិនកឲ្យ1តោន5ដុល្លារចឹងទៅហ្នឹងហើយតោនវា5000ណាអើហើយមើល5 10 10 100,000ប្រហែលណាអើចែកទៀតចែកគេលះអាកាសជួលអាកាសជួលទៅទី2តោន1000ដល់10000 20តោនអើ10000 200តោនអើអើយើងចែកជាជឿនឹងមកបាល់បាល់គេគ្រាប់ហ្នឹងយកបាល់ទៅយកបាល់ហ្នឹងហើយហើយតែផ្កាផ្កាបានពីយាយងាយអស់លីងនឹងលេខអស់អូយហើយសម្លាមទៀតសម្លាមណាធ្លាប់ធ្វើការកន្លែងខ្មោចហើយឡើយទៅដល់នេះកន្លែងនេះកន្លែងចិត្តព្រិសហើយគេថាខ្មោចហើយប៉ុន្តែកសាលខ្មោចគាត់ថាខ្មោចសម្លាមទីផ្កាហ្នឹងគាត់ទឹកយកពីរដងណាចាំងណាពុតអើប៉ុនសម្លាមស្វីងវើសិត្រៃស្អុយអើយស្អុយយកតាមដល់ទៅធ្វើអាចជាសម្ញាំហើយយើងគិតថាអាចារ្យយើងគូមនុស្សទេវតានៅក្នុងចិត្តមនុស្សដែលយើងធ្វើទៀតចឹងបានរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែយើងធ្វើបុណ្យនឹងយើងសង្វាតទៅតែឋានសួគ៌ហើយ
វាផ្លេចអាបុណ្យអនុគ្រោះគ្នាថ្ងៃនេះទៅស្ដាប់ពូឲ្យពូណាកើតជាតិណាណារហូតហើយចោះជាតិនេះឲ្យល្មិចឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយអាពេលឃ្លានបាយឥឡូវឲ្យកម្មតាហូបបាយហ្នឹងហើយចាំជាតិក្រោយចាំហូបទៅកណាត់ទៅស្គាល់អាពីមុនអត់ទាន់បានស្ដាប់ពធវ៉ាលោកម្ចាស់យល់គឺប្រាថ្នាចាំបានសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខជួបរំលឹកល្អល្អណាចាំបានតាហ្នឹងហើយហើយវាចេះជួបតែល្អហើយជីវិតនឹងបើប្រពុតនៅតែជួបនៅអាក្រក់ដែរនោះហើយទេវតតចេញចាពួកនេះគ្រុននៅតាមតែផ្ចាញ់ព្រះអង្គទៅរហូតហ្នឹងហ្នឹងល្អហ្នឹងអាចបានព្រឹងល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងតែពីក្រៅមកមិនអាចទេគាត់បើកូនអ្នកមានល្អខ្លះនឹងខ្លួនក៏គង់សង្គមបានល្អបាទអត់ទេសំខាន់ថ្មថារាល់ថ្ងៃពុទ្ធសាសនានិយាយរួមទៅបើសិនជាឥឡូវថាយើងប្រទេសយើងវាអញ្ញាអញ្ញាយចឹងចឹងណាប៉ិនបើផ្ដើមចេញពីវត្តទៅព្រោះវត្តហ្នឹងគេនៅទៅថ្វាយអង្គមគេនៅទៅគោរពគេនៅទៅបូជាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តជាចារិកាជាអាចារ្យហ្នឹងមានគំនិតក្នុងការជួយស្រោចស្រង់ការយល់ខុសរបស់ប្រជាជនហ្នឹងកុំគិតរឿង business ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគិតតែរឿង business ខ្លួនឯងសុទ្ធហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែគេមកវត្តអញធ្វើម៉េចឲ្យតែមនុស្សមកច្រើនអត់ខ្វល់ពីការអប់រំមនុស្សទេហើយវត្តមិនមែនតិចណា5000វត្តជាង4000 5000វត្តណាច្រើនណាគិតជាមនុស្សប្រមាណ10000ខិនតលោក5 60000ហ្នឹង60000ណាអត់យើងគិតថាណាហើយនៅអាចារ្យគណៈកម្មការមកកោកទៀតយើងគិតថាបើគិតជាកម្លាំងពលកម្មណាហ្នឹងហើយច្រើនណាកូន5ច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយអូសលីបាត់គាត់ណាគេហៅថា live server 1 ម៉ោងចំណេញប្រមាណរៀលគាត់ថាពេលវាដូរម៉ោងនេះ1ម៉ោងនេះខុសគ្នាខែបច្ចៈខែក្តៅហ្នឹងណាអើហើយយើងគិតដល់60000នាក់អត់ធ្វើការតើធ្វើអីហ្នឹងហើយណានៅគុយសុតមុនចឹងបានហើយវាសួរប្រះចានេះគឺគេណាស់ស្ដាប់ដាក់ថាប្រះអត់ធ្វើខ្សែបាទប្រះលោកធ្វើអីហ្នឹងហើយការងាររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយត្រូវចឹងបានថាអធិគុណនិយាយសិនមកចូលដល់កាយណាណាព្រះអង្គព្រះអង្គមានការងារភួររបស់ព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងវាអត់មានអាកិច្ចការងារនឹងអត់បានធ្វើតួនាទីតួនាទីរបស់ភិក្ខុសង្ឃ6ឥឡូវយើងមើលមើលទៅបានធ្វើអត់រហងៃហ្នឹងទី1ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់នេះគឺចាំបាច់ហ្មងទី2ឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែឲ្យវាយល់ទេណាស្អីអាក្រក់ហើយស្អីអាល្អហ្នឹងជួនកាលនិយាយមិនមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្អីអាក្រក់ទេអទី3ស្អីដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនតាន់បានយល់ត្រូវតែព្យាយាមយល់អឺធម៌ដែលមិនតាន់បានគាត់ដឹងត្រូវតែព្យាយាមនិយាយហើយបើនិយាយហើយមិនតាន់យល់ត្រូវតែព្យាយាមបញ្យល់ទៀតឃើញទេហ្នឹងការងាររបស់វិខសង្ឃទី5អនុគ្រោះដល់ចិត្តល្អចិត្តល្អមានន័យថារាល់ការជួយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានដើម្បីមុខមាត់អត់មានដើម្បីលៀបសក្ការៈអត់មានដើម្បីអញទេគឺប្រយោជន៍ដើម្បីពួកគាត់ហ្មងពួកបរិស័ទហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពាក្យថាអនុគ្រោះចឹងសូម្បីតែក្នុងរឿងធ្វើទានមិនមែនហួងហែងបរិស័ទឲ្យមកប្រគេនតែអញទេមិនមែនចឹងទេដឹងថាអូមានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមានសិលជាទីស្រឡាញ់ចឹងឲ្យញាតិញោមស្គាល់ឲ្យបានបូជាលោកដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឬថាខ្លួនឯងនៅវាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យលឬថាលោកណាចេះអាចបញ្យលបានហ្នឹងហៅលោកមកឲ្យជួយបញ្យលបរិស័ទរបស់ខ្លួននឹងទៀតព្រោះអីដកអញចេញអត់មានដើម្បីអញទេអត់មានខ្លាចតែតិចលោកនឹងមកនិយាយទៅគេស្រឡាញ់លោកនឹងចោលអញអស់ទៅអត់អត់ទេណាគំនិតបែបហ្នឹងជាចោលក្នុងសាសនាចាឥឡូវគណាគណាគិតនឹងចិត្តហើយបាទមិនដឹងព្រះអង្គមានគណាគិតតែចង់និយាយស្ងាត់ទេបាទហើយមួយទៀតចប់បញ្ចប់សិនហ្នឹងចុងក្រោយគឺនិយាយតែការពិតត្រង់ឯងអត់មានលោមឯងណាផ្លូវខុសពិតប្រកបណាផ្លូវសួរពិតប្រកបណាពៀនពិតប្រកបផ្លោះផ្លូវខុសពិតប្រកបទៅតែនិយាយឲ្យបរិស័ទដឹងដោយមិនដើម្បីត្រឹមតែអែបអបឯងហ្នឹងចាំបាច់ជាងគេចុងក្រោយបំផុតណាមិនតែនេះកណាគិតផ្លូវហ្នឹងឯងយ៉ាងកណាកាត់ឡើងកណាគិតគិតពីណាគិតថា
បានព្រះអង្គមួយជាគេថាដើមទុនក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនដឹងតើសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះអង្គមានប៉ុន្មានព្រោះធម្មតាតើទៅត្រូវគេខ្លះហើយมันคลาสច្រើនមកណាហើយបច្ចុប្បន្នតាំងចិត្តហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនដឹងថាព្រះអង្គនេះឥឡូវនេះគឺដេកគុណមិនមកដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះគេថាប្រជាធិបតេយ្យបាទมันមានអ្នកណាជាប់គុកឯកសារការនិយាយទេបាទជាពិសេសនិយាយរបស់ត្រូវហ្នឹងហើយសូមឲ្យព្រះអង្គមានសេចក្តីក្លាហានដែរហើយសូមខ្លាចបើយើងកាន់ចិត្តកូនព្រះហើយវាព្រះត្រង់យើងក៏ត្រង់ឯកណាកណាក៏ណាដឹងថាព្រះអង្គមានសេចក្តីក្លាហានហើយបញ្ញាចាំបញ្ចេញថាកណាសូមគាំទ្រអំពើល្អព្រះអង្គអើសាធុសូមរៀនឲ្យសោះនៅពេលដែលឃើញអ្វីប៉ិតឃើញឲ្យត្រូវហើយគួរនិយាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនខ្មែរអ្នកដែលចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរដែលព្រះអង្គអាចនិយាយបានសូមព្រះអង្គបញ្ចេញមតិឲ្យម៉ត់ចត់ហើយឲ្យលះចោះហ្នឹងកណាក៏បើថាគុណមានផ្លែសត្រូវណាគេបៀតបៀនអ្នកគុនដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់នេះចឹងបានមិនបាច់ខានទេបើនៅបនសាកណាមានទាំងអត់មានបនសាអីទៅគេណាគណៈសង្ឃអីអត់មានទេចាំបានបនសាអានេះមិនដឹងទេបើថាអឺចំហានបានបើនិយាយមែនទេណាក្នុងចិត្តថ្មា being among ហ្នឹងណាបនសាដែលថ្មាពេញចិត្តបំផុតគឺឈ្មោះថាភិក្ខុហ្នឹងឯងហ្នឹងគេបើនៅនោះគេហៅសម្ដេចដែរមានធ្លាប់ហ្នឹងគេហៅសម្ដេចម្ដងបើអត់មុនមកគេឲ្យ3តំណែងប៉ុន្តែមិនមែនថាតំណែងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើធ្វើឲ្យយើងអាចជួយបានប៉ុណ្ណាឬក៏ខណៈចូលទៅក្នុងតំណែងអង្គុយមើលមុខគេអត់ហ៊ានមាត់តែបានតំណែងលែងនិយាយព្រោះតំណែងបើឲ្យវាមាន power អាចធ្វើការងារបានគួរតែយកចឹងមិនមែនអាក្រក់ឯងតំណែងអត់អាក្រក់ឯងដូចសម្ដេចសង្ឃរាជចឹងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតចឹងណាមិនមែនលោកយកនៅក្នុងន័យថាលោកលមោបអំណាចឬក៏ស្អីទេប៉ុន្តែលោកដឹងថាចង្កូតមួយហ្នឹងបើលោកមិនឡើងទៅកាច់ទេសំពៅមួយហ្នឹងវាអត់ទៅមុខឯងបើលើកទៅវាលើកទៅមានអំណាចអាចកាច់សំពៅហ្នឹងបានអាហ្នឹងគួរតែទៅហើយបើទៅខាងអង្គុយតំណឹងទេហើយចាំស្ដាប់គេហ่ะងាកចេះងាកចេះសួរថាទៅធ្វើអីវាមិនអន់ជាងអាយើងមិនតាន់មានទូនាទីយើងនិយាយមិនចាំបាច់អីងាយច្រើនមិត្តភក្តិមួយកាយ3ញ៉ាំបាច់និយាយក៏ញ៉ាំកាយ3ហ្នឹងហើយដល់គេសួរថាម៉េចសុខហើយមិនមានអីសុខតាសុខតាអត់អីមានអីមានរឿងអីហើយដល់កណាថាមានប្រកាសជាសុខកាយដល់3ហើយនោះប្រកាសទេបានបាទបានកាយ3នឹងទទួលឋានៈកាយ3ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចមេកូនចៅក្រុមមកបណាចេះអីខ្លះណាមិនចេះអីខ្លះដាក់តាមទូនាទីណាណាមានស៊ីណាអត់ស៊ីនិយាយពាក្យខ្មែរឲ្យថាពាក្យអន់ផុតចុះណាកាច់3នេះដើម្បីដោះស្រាយហើយដោះស្រាយរបស់សុកខ្លួនឯងហ្នឹងឯសុកឯតាមានអីសុកឯងយកដោះកាច់3អីហ្នឹងខ្ញុំសុកមេកូនណែកូនចៅវាពឹងមេហើយមេបានសុកឯអត់អីទេតែកូនចៅចាំងប់ហើយហ្នឹងអឺនឹងចឹងអេនិយាយទៅចាស់មកនិយាយយូរហើយអង្គចាំដែរហ្នឹងតាមពិតអាត្មានឹងនិយាយតែរហូតដែររឿងហ្នឹងបើខាន់តានិយាយក្នុងវិស័យដែលអាត្មានិយាយបានហ្នឹងឯងកណាចឹងបានថាសូមព្រះអង្គកំអល់ឯកអីចូលចាស់ទៅនេះគ្រប់ត្រហើយថាបើបើមិនថាយើងអ្វីក៏ដោយបានជួយទៅថាគេទទួលបានប៉ុណ្ណាគេមានបានជួយហើយហើយនេះគុំកណាបើកណាគិតឃើញអត់បាននិយាយអត់អស់ចិត្តទេត្រូវជិះជើងអឺធ្លាប់គិតចឹងតែអាត្មាថាបើសិនជាយើងដឹងថាផ្លូវនោះវាអាចផ្ដល់ការយល់ដឹងដល់មនុស្សបានហើយយើងគ្រាន់តែខ្លាចឲ្យអត់ហ៊ាននិយាយតិចតិចយើងងាប់ឯងតិចតិចណាអាហ្នឹងវាងាប់ទៅតាមយើងហើយបានមានគំនិតថ្មីមួយថាទោះបីជានិយាយឥឡូវនេះបើនិយាយអត់មានស្អីថតទុកក៏ខ្មែរខ្ជិលនិយាយដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយយើងបានថតទុកទោះបីខ្មែរសម័យហ្នឹងពួកខ្មែរយើងច្រើនចេះច្រើនថាពេលមនុស្សហ្នឹងនិយាយត្រូវមិនក៏ដោយនៅពេលដែលនៅរស់ហ្នឹងមិនសូវឲ្យតម្លៃឯងហ្នឹងដល់ស្លាប់អីមួយបានគេទុកធ្វើអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹង
đôi đôi bị đam đôi là bay kiểu chung là bay sấy thấy đợt từ xưa mà nước sấy nắng bạn đăng thà khoái nè sọc kiểu chung mà đợt về lục sọc cột ở hai bàn ủ nè phải bị đam tham ấy nó phải dừng chân đây ta mở lâu thì sọc chờn đợt về ngọc từ ố là củ sàn chơi 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 anh chân có ban đây nâng à นั่นไงไอ้เต้ตามปึดพระพุทธพระองค์มีเอาโยนกาเปียខ្លួនได้ผู้คลาดเวียนเหมือนสิทอเด้คลาดบ่ญิมีเกียพระพุทธอดมีปราเปียคลาดเด้แต่พระองค์มันเอาประมาทเอาประหยัด tại mà nói khai thì vì bố khai thua ở dân điên thua ở dân thua ác cao nên là tại ở dân miền smart đây không ca này giấy đăng score luôn ấy score sát thành là cá score pe về lấy trâu như vậy nên là ai cái nào cũng miễn là làm chân đai vận tải cái nào chân cả lục chắc chiên cái nào chân ơi vận tải gọi để cua khai tuần này chưa khai nhận được tay trời bụi ngọt nồng khăn ông này này ấy thế mà dụ cho đàn chân ly long không ly sờ long rồi tao xám sờ phi cho nam rồi mà sai fly mấy thế vậy mà cho nam tiết cho này chân vận năng chân á này บ่ๆๆ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